Trong 6 tháng đầu năm nay, quy mô GDP cả nước đạt khoảng 4.741.000 tỷ đồng, trong đó ngành có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP cả nước là công nghiệp chế biến chế tạo, đạt 1.112.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023. Sau ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác có đóng góp lớn thứ hai trong các ngành kinh tế, với khoảng 501,5 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay.